Nay gửi cho cái AF của ba đấy, chuẩn bị cho chống một ca đồng lấy xuống cho anh đi, để gửi chuẩn bị gửi cho anh em. Xin chào toàn thể anh em nhé. Chúc đầu năm mới toàn thể anh em đợi trên cả nước luôn luôn thành công và may mắn. Hôm nay mình bắt đầu lại chuyển giao công nghệ cho tất cả anh em ở tại hôm nay là tại Bình Định nhé. Thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ, và thêm nữa là một thiết bị công nghệ để đáp ứng cái nhu cầu cho anh em, đó là Milliketon. Các bạn nào, anh em nào nhớ là khi các bạn nhận được thiết bị này, và anh em nhớ là khi chúng ta tải cái phần mềm ứng dụng đó, để chúng ta tải trên cái app ấy, nhớ là gửi lại số điện thoại cho mình. Trong 3 ngày sau nhớ là bố mình đã chia sẻ với anh em để chúng ta tải cái ứng dụng đó trên Milliketon đó. Và anh em nhớ là trong vòng 60 giây nhé, 60 giây là các bạn hãy tích vào để chúng ta đăng ký và sẽ gửi lại cho tôi số điện thoại. Lúc đấy mới gọi là đăng ký thành công nha. Còn nếu chúng ta gửi cái mã đó, kích hoạt đó bằng trên số điện thoại, nếu mà không thành công thì anh em hãy nhớ chúng ta có thể là gửi tiếp lại tiếp theo, thì tôi sẽ lấy cái số điện thoại đó để đăng ký. Rồi chào em Giàu Thái Ca nhá. Xin chào Huỳnh Hồ Mã. Rồi chào tất cả anh em. Và hôm nay tôi đã gửi một cái thiết bị Motoken. Trước khi gửi đến anh em thì chúng tôi cũng vẫn phải test lại để cho an tâm. An tâm tất cả nha, trên phụ kiện. Và hôm nay tôi sẽ thử khui full box của một bộ sản phẩm, đó là Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ. Anh em đã chia sẻ hội nhóm nha. Rồi, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu năm nay thì như ngày hôm qua chúng tôi đã khai trương, thì có những anh em đã không ngại đường xá xa xôi, và họ đã về qua đến chỗ trung tâm của chúng tôi, cửa hàng, và đã dinh em Motoken phiên bản tiết kiệm về để phục vụ vào công việc, phục vụ cho cửa hàng. Thì phiên bản này thì các anh em đã biết rồi, tôi đã chia sẻ rất nhiều, là phiên bản tiết kiệm chi phí cho tất cả anh em thợ. Và đặc biệt là gì, giá thành nó sẽ là bất kể anh em nào cũng có thể sở hữu được hết. Có nghĩa là nó không phải làm trên 15 triệu nhá, nó không phải là 20 triệu, mà mức độ giá nó chỉ có hơn 7 triệu đôi chút. Cái sự hàng mang ước của rất nhiều anh em thợ, thì từ xưa bản thân tôi cũng là một người giống như các bạn thôi, cũng rất là ao ước có một cái thiết bị, một công nghệ để phục vụ cho cửa hàng. Và đây là thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm. Thì bây giờ địa chỉ của anh em đây, thì tôi đã cái em này là đã đăng ký từ năm ngoái rồi, và hôm qua cũng có một anh em đăng ký từ năm ngoái. Rất nhiều những anh em đăng ký từ năm ngoái, thì tôi sẽ tặng kèm thêm một bộ, đó là áp suất bơm nhiên liệu, áp suất bù đốt nha. Và hôm nay thì em đó lại không lấy áp suất bù đốt, và em đấy đổi qua cái bộ đó áp bơm nhiên liệu. Thì để tôi lại chia sẻ thêm với tất cả anh em cái bộ đó áp bơm nhiên liệu gồm những gì. Thứ nhất là anh em không thể không thiếu, không thể tiết kiệm cái bộ đo áp nhiên liệu nha, anh em lưu ý giúp tôi. Rồi, xin chào em cháu Hiệp Vũ nha. Ok, rồi thì bây giờ đã có những cái phiên bản mà tiết kiệm cho nhất là thể thì anh em rồi. Trên tay tôi hiện nay nhá, là nhiều anh em hỏi bảo cần gì tôi làm kinh nghiệm không, anh em ạ, lưu ý một bộ đo áp bơm nhiên liệu thì các bạn cần phải mua có đầy đủ chi tiết này, và tôi sẽ chia sẻ tiếp theo để cho các bạn có thể lắp ráp. Vì rất nhiều anh em hiện nay rất bận thì phải, có nghĩa là các bạn không để ý coi được hết video tôi chia sẻ. Thì trên đây nó sẽ có một cái T này để các bạn lắp kết nối vào nha. Đây là cái bộ phận này thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em đó. Thì trên thiết bị Motoken 7.8 triệu, thì trên cái bộ phận của cái dụng cụ để kiểm tra cái áp suất bơm nhiên liệu, áp suất bơm nhiên liệu này, thì nó là 600 mấy chục nghìn, thì chúng tôi đã hỗ trợ cho em tiếp theo là chỉ có 7 triệu, là 8 triệu là tôi tặng nguyên một bộ này. Thì trên đây có cái T, các bạn lưu ý nha. Ở đây có những lúc anh em có thể về cần quên thao tác, thì trên đây thì chúng ta sẽ kết nối tùy theo vòng xe. Ví dụ bây giờ là bình thường,
Các bạn lưu ý giúp tôi nha, để nhiều khi anh em làm nó cập nhật, có nghĩa là khi có khách hàng đấy các bạn làm sẽ bị quên. Thì trên này là cái đồng hồ này, anh em lưu ý giúp tôi này, chúng ta bắt vào trên cái T đầu tiên nhé. Khi chúng ta bắt được ở cái T đầu tiên để chúng ta kết nối trên cái đồng hồ để đo cái gì, cái giá trị áp suất bơm nhiên liệu làm sao được chuẩn. Và thứ hai nữa là đối tượng, cái đối tượng ở trên đấy là chúng ta dùng xe gì. Ví dụ như chúng ta dùng dòng xe Honda như là Lilith SH Việt Nam nhé, không phải là SH ý nha, anh em lưu ý nha, SH Việt Nam Lilith SCR, thì các bạn nhớ lấy cái đuôi ở cái ống đấy này, ống cung cấp nhiên liệu này, là cái thân này nhỏ nhé, anh các bạn lưu ý nha. Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Cách Thanh nhá, xin cảm ơn Hồ Huỳnh Mã, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào em Hoài Tân, chúc tất cả anh em thợ trên cả nước đầu xuân Tân Sửu này 2021 này là anh em sẽ khai xuân đấy, là hồng phát và mọi việc được như ý muốn. Nhưng cũng không thể quên được là phải gì, năm 2021 chúng ta cần phải cập nhật, chúng ta cần phải tạo những cái thiết bị công nghệ về để đáp ứng với công việc chính của các anh em. Và thứ hai thì cái ở đây là cái khách hàng người ta không quan trọng, mà quan trọng anh làm việc gì nhanh gọn lẹ. À, có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái thiết bị nha. Thứ hai là tôi cũng chia sẻ hơn, vì các bạn sở hữu được một gì, một bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu. Tiếp theo đối tượng là chúng ta đo là Honda. Honda là sản xuất trong nước. Thì chúng ta sẽ xếp vào một đầu này nhé, anh em lưu ý. Thì trên đây là có cái phớt này. Anh em lưu ý nhé, các bạn cho cái phớt này vào để tôi sẽ hướng dẫn cho anh em dễ hơn. Các bạn lưu ý, khi anh em muốn để cho cái vấn đề cái sim này, cái co này, để không bị gì, không bị xì nhiên liệu trong quá trình chúng ta thao tác, đo kiểm. Là các bạn siết vào một bên. Và thứ hai nữa là đối tượng để chúng ta đặt. Thì chúng ta đương làm sử dụng cái Honda mà, các bạn hiểu không? Là cái ông đen này này. Đây là khi anh em này đút vô cái này là vừa khít. Đó, có nghĩa là chúng ta đương gì? Đúng đối tượng. Nếu chúng ta đưa vào cái ống bự này thì chút xíu tôi mới chia sẻ các bạn ống bự sau. Ống này thì nó lỏng lét này. Đây anh em nhìn thấy là lỏng lét rất rộng. Các bạn lưu ý nhá. Thì chúng ta mới kết nối bên này để chúng ta gì? Chúng ta đo kiểm áp suất bơm nhiên liệu. Rồi, và tiếp theo đây thì tôi phải khui cái thiết bị để cho các anh em nhìn thấy. Đầu xuân năm mới thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị để phù hợp giá thành á, nó phù hợp với tất cả anh em thợ nhé. Rồi, xin chào chú sửa xe Duy Linh nhá. Đây thì đầu năm thì ở chỗ chúng tôi thì cũng chẳng có bao nhiêu xe. Đầu năm 21 nó cũng rất là khó khăn. Thiết bị công nghệ thì chúng tôi cũng chẳng có thiếu. Đây là hôm nay đầu chúng tôi xuất kích đầu năm để gì, để hỗ trợ, để gửi hàng về cho tất cả anh em. Và hôm nay tôi sẽ khui full box cái bộ sản phẩm, đó là Motoken, phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em vợ. Vì bây giờ nó không phải là 10 triệu, anh em lưu ý nhá, cũng chẳng phải là 15 triệu. Với mức độ chỉ có gì hơn 7 triệu đôi chút thôi là chúng ta đã có gì, có một thiết bị công nghệ để đáp ứng với công việc của các bạn ngay. Rồi chút xíu nữa chúng ta đương làm ở hiện tại, ở tại chỗ này thôi. Vì chút xíu đó tôi sẽ ra kết nối trên xe thực tế cho anh em thấy nhé. Nhưng chúng ta cần phải biết xem là, có nhiều anh em hỏi tôi là ủa thế anh ơi, xe sao lại rẻ vậy, thì có kết nối được nhiều dòng xe không hay là có hết phiên bản? Xin thưa mấy anh em, có nghĩa là trên thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ thì full box, full tất cả các hãng xe trên thị trường, đọc ID full tất cả, đọc tất cả cái dữ liệu lỗi trên cái khối điều khiển ABS chống bốc cứng, full luôn tất cả dòng xe có trang bị gì ABS chống bốc cứng phanh nhé anh em lưu ý.
và chúng tôi cùng với các bạn để chúng ta sẽ khui thiết bị ra để kiểm tra và chúng ta sẽ thao tác để xem chúng ta xem được kết nối được bao nhiêu dòng xe. Và tôi cũng hướng dẫn luôn cho anh em, vì hiện nay khá nhiều các bạn đương sở hữu thiết bị nhưng anh em lại không gì. Có những dòng xe như là đặc biệt là dòng xe Xcenter 2018, 2019, nhiều anh em bây giờ kết nối rất là nhầm. Hoặc là dòng xe Atlas 2008, 2010, hoặc là Atlas 2010 đến 2012, nhiều anh em rất là nhầm lẫn. Rồi, xin cảm ơn Thọ Hòa nhá. Xin cảm ơn Võ Phước Ái. Bản thân mình cũng là một người thợ giống như tất cả các anh em, nên mình đã biết được cái yếu điểm và cái siêu gì cần nhất khi chúng ta làm nghề của các bạn. Đó là những cái thiết bị quan trọng nhất là gì, những cái thiết bị nào đó nó phù hợp với các bạn. Giống như bây giờ chúng ta đừng làm một cái hệ thống phút sân đi tử thì cái dòng xe hụt ga yếu máy đa phần thì các bạn đã bấy rồi, cái gì hoạt động liên tục thì cái đó sẽ là hư hỏng trước nha anh em, lưu ý nha. Nên là chúng ta đừng có cao vời quá, có nghĩa là hụt ga như máy là các bạn cần phải có gì, có những thiết bị dụng cụ để đo kiểm ngay, có nghĩa chúng ta phải gì, thay cái buri trước chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ đo kiểm áp bơm nhiên liệu. Và chúng ta nếu có thiết bị nhưng mà bắt buộc phải có thiết bị để kiểm tra từng chi tiết một xem có lỗi hay không, treo ở trong cái lỗi quá khứ cũng làm cho xe xảy ra tình trạng hụt ga nha anh em, lưu ý. Rồi tôi mời cái con dao đi. Rồi tôi sẽ cùng với các bạn còn trên thiết bị Miniketun này, nếu anh em nào mà có điều kiện nha, các bạn có điều kiện thì mua một thiết bị Miniketun này thì thôi rồi, thì nó làm đủ mọi việc cho các bạn. Ở đây là thay thế tất cả những cái thiết bị cũ xưa kia để chúng ta làm khóa piezo, nhưng bây giờ thì hiện nay nó lại thay thế luôn và nó đã làm cả cái gì, cái khóa thông minh như FOB của dòng Honda nhé. Đọc mã ID chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng những thiết bị khác, vì thiết bị khác không thể dùng được thì chúng ta mới tích hợp ngay trên thiết bị Miniketun. Đặc biệt là chúng ta có thể gì kích hoạt phần mềm trên sử dụng trên smartphone của các bạn qua tiếng Việt nhé, thì các bạn cứ gửi về cho tôi sẽ kích hoạt giúp cho các bạn. À đây, thì trên thiết bị Motorken phiên bản như Motorken 7 thì hiện nay là cái hộp và vỏ bọc bao thì nó là màu đen, nhưng mà trên thiết bị Motorken phiên bản đặc biệt để qua màu xám để gì, để cho các bạn biết cả tất cả những anh em mua hoặc đừng sở hữu thì lễ dễ được phân biệt rõ ràng. Và trên máy, trong máy cũng vậy thôi, thân máy cũng là màu xám. Và chúng ta sẽ hôm nay khui full box xem thiết bị hôm nay có những gì bên trong. Vẫn như thông thường tất cả các thiết bị khác các bạn ạ, lưu ý trên đây thì cũng đầy đủ chi tiết. Đây thì có sách hướng dẫn nha anh em, lưu ý nhé. Có cuốn là tài liệu để hướng dẫn chúng ta sử dụng thiết bị Motorken, đầy đủ chi tiết nha anh em, lưu ý từng phần chi tiết một. Vì hiện nay thì thiết bị này thì đã đi đến khá nhiều các cửa hàng và tôi cũng đường gửi đến tất cả anh em rất là nhiều. Đây, trên đây là có một cái đĩa cho anh em nhé, lưu ý. Trên đây là sách, đây hướng dẫn sử dụng Motorken phiên bản đặc biệt, thì từ thao tác kết nối trên các dòng xe, 4 dòng xe, 6 dòng xe trên thị trường thì đây đều có nha anh em, lưu ý nha, đầy đủ chi tiết. Và một cái giấy mời, hoặc đây là những cái thiết bị giá cả để cho anh em có thể biết đến Motobook, bộ kiểm tra áp suất nhiên liệu. Đây là autocop, có nghĩa kiểm tra tần số xung, đánh lửa rồi phun nhiên liệu thì ở đây có đầy đủ nhá. Không thiếu gì chi tiết anh em lưu ý. Tiếp theo thôi chúng ta sẽ gỡ full box ra tất cả những thiết bị Motorken thì để cho anh em biết đến nhiều hơn. Thì ở trong đằng sau này nhá anh em lưu ý nhá, đằng sau này sẽ có một cái cua, cái đằng sau cái
giỏ của máy này. Tiếp theo à, đây trên thiết bị Motoken à, phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em để thợ thì vẫn như một cái thiết bị Motoken cũ chuyên nghiệp Motoken 7 như xưa, nhưng khác đi là màu thôi, để sự phân biệt giữa Motoken phiên bản giảm chi phí tiết kiệm và phiên bản chuyên nghiệp, đó là Motoken 7. Đây, tiếp theo thì tất cả một thiết bị các bạn thấy không, từ kiểu dáng, từ hình ảnh, mọi cái thì vẫn như Motoken cũ trước kia, vẫn mạnh mẽ và đầy tính chuyên nghiệp. Từ cái bàn phím rồi màn hình thì trên đây để biểu hiện cho các bạn thấy nó rõ hơn, có nghĩa là trên đây có những cái logo, có nghĩa đây là cái đèn check. Thì các bạn hiểu rằng đèn check là cho tất cả thiết bị này, đọc full tất cả các hãng xe nha. Lưu ý nha các bạn, lưu ý. Đây là cái đèn check ở bên trên, đèn xuất lỗi đấy anh em ạ, đèn mưu đó. Đấy là biểu hiện ở trên thiết bị này. Thứ hai là trên đồng hồ của các bạn, trên cái tablo đấy có ABS. Thì trên thiết bị này đã có gì? Biểu hiện tính năng để chúng ta có thể hiệu kiểm tra khối điều khiển ACU, ABS chống bốc cứng phanh ở trên tất cả các dòng xe đường được trang bị. Để bảo vệ tính mạng con người thì bên trên đây thì đã có cho các bạn nhìn thấy là ABS, có nghĩa là chống bó cứng phanh. Tiếp theo thì bên trên đây là biểu hiện của cái khóa, có nghĩa là anh em nhìn thấy trên thiết bị này, biểu hiện của khóa có nghĩa là khóa thông minh đấy, điều khiển từ xa, có nghĩa là khóa thông minh smart key, bảo vệ tài sản nhé các bạn, lưu ý nha. Đã là anh em làm thợ sửa chữa xe máy, khi chúng ta nói đúng với tất cả khách hàng, đúng chưa? Smart key để làm gì? Smart key có nghĩa là để bảo vệ tài sản cho khách hàng. Thì các bạn phải đưa cho cái ý kiến cho khách hàng như vậy. Thì trên thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho các bạn đọc mã ID cho tất cả các dòng xe, hãng xe có biểu hiện và có đường trực quang cho các bạn nhìn thấy, đó là gì? Hệ thống SIM key bảo vệ nhà tài sản cho khách hàng. Và thứ ba, thứ tư nữa, và trên đây có cái chữ đồng hồ biểu hiện audio, audio có nghĩa là đồng hồ điện tử đấy, km đấy, đồng hồ km đấy, là trên đây, trên thiết bị này Motoken phiên bản giảm chi phí tiết kiệm cho anh em thợ đã có đầy đủ những tính năng. Các anh em thấy đợt này 2021 Digital Auto đã không ngừng nghiên cứu và đưa ra những cái sản phẩm chuyên nghiệp, nhưng lại cần phải gì, phù hợp với tất cả túi tiền của các anh em thợ. Vì hiện nay thì các anh em thợ cái điều kiện thì chưa có nhiều. Với mức độ thì trên 10 triệu thì một cái thiết bị đấy, thì cái đội điều mà để anh em có thể sở hữu về cho cửa hàng các bạn cũng rất là khó khăn. Và Digital Auto đã không ngừng nghỉ để giảm được chi phí, làm sao mà hỗ trợ được cho tất cả anh em thợ trên cả nước. Vẫn có điều công nghệ không thể thiếu, nhưng giá thành lại gì, giảm đi để cho các bạn có thể đầy đủ tố chất, có đầy đủ điều kiện để sở hữu về ngay cho cửa hàng của các bạn vào năm Tân Sửu 2021. Rồi, anh em hãy cùng tôi để chúng ta sẽ kiểm tra trên thiết bị phụ kiện đi theo kèm của trên thiết bị Motoken. Và trên tay tôi đây là một cái cáp nguồn để cung cấp nguồn. Thì anh em lưu ý nè, trên đây cho chúng ta kết quả khi các bạn đọc ID. Các bạn ngồi làm việc ở cái bàn làm việc đấy, giống như tôi đang ngồi làm một cái bàn làm việc, giống như các bạn ở đây. Có những lúc tôi phải làm việc ngồi trên này, tôi khi hàn, tôi sửa SCM, tôi sửa đèn LED chẳng hạn, thì tôi sẽ có cái chỗ làm việc trên đây như vậy. Đây, chúng tôi cũng có đầy đủ hết để gì? Thì các bạn sẽ dùng đến cái nguồn. Thì cái nguồn này là các bạn sẽ dùng sẽ là an tâm hơn, có nghĩa cái nguồn này thì nó này chúng ta kẹp vào cái bình ắc quy đó, an tâm hơn nhé, anh em lưu ý nha, kẹp vô bình để chúng ta cung cấp vào. Thứ nhất là khi các bạn đọc ID, các bạn lấy mã ID trên dòng xe Peugeot, Honda, Yamaha đầy đủ nha. Thứ ba nữa là
khi các bạn kết nối trên dòng xe như đặc biệt là Yamaha Biego thì trên xe đó đã không có cái nguồn để cho dây Clay để các bạn để có thể là gì cấp nguồn cho thiết bị Motoken, thì các bạn sẽ phải cấp thêm cái nguồn đặc biệt ở ngoài bằng cái cáp, bằng dây cáp để cấp nguồn trên xe nhé anh em lưu ý nhá. Giúp tôi là trên xe. Rồi tiếp theo, đây là chúng ta đã có một phụ kiện để thật kèm, đó một cái cáp cấp nguồn cho thiết bị Motoken. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem trên đây là cái cáp gì đây. Đây nhá anh em lưu ý giúp tôi, trên đây là xin chào em Khổng Hùng nhá, xin chào Vi Hư Huyên nhá. Đây là cái rắc để chúng ta cắt Yamaha, là để cho các bạn lấy mã ID nhá, lấy mã ID từ dòng Yamaha XCU. Giống bữa hôm rồi tôi đã trực tiếp với anh em, chỉ vài thao tác, chỉ chưa được một giây, vài giây là chúng ta đã lấy mấy ID rồi. Thì ở trên đây có nghĩa các bạn có thiết bị chuẩn đoán, có thể tôi sẽ hỗ trợ các bạn từ xa để đọc mã ID và có thể đăng ký thêm FOB hoặc kiểm tra xem FOB đấy có sử dụng được hay không. Thì trên đây chúng tôi đã có đầy đủ. Rồi xin chào em. Đây là cái cáp này thì chúng ta lấy mã là từ Yamaha này, Suzuki nhá anh em lưu ý nhá. Yamaha và Suzuki. Cáp đọc lấy mã ID, đọc mã ID. Rồi, tiếp theo. Đây là dòng xe gì? Đây là Honda. Thì Honda này thì tại sao có hai cái nguồn cung cấp 3 sợi dây? Thì trên đây là cái dòng mà để chúng ta không cần phải khoét lỗ đấy. Thì trên đây là của dòng xe, ở đây có biểu hiện đấy là chỉ có SH và Basic thôi nha anh em lưu ý nhá. Chỉ có dòng SH, SH Việt Nam mà nó có một rắc 33 chân, là rắc cổng đấy, rắc đấy là chúng ta đã cấp nguồn và chúng ta đặt vào vị trí thì sẽ được hỗ trợ trên gì phần mềm Motorata nhé anh em lưu ý nhá. Không ai nhớ được, là sẽ có đầy đủ cho các bạn từng chi tiết. Rồi tôi sẽ kết hợp cùng cái phần mềm luôn. Chút xíu nữa tôi đang khởi động cái máy và mình sẽ chia sẻ với anh em luôn, để chúng ta có thể sử dụng một thiết bị, một công nghệ, một phần mềm ứng dụng. Tiếp theo thì đây là cái dòng để chúng ta lấy mã ID, là bên cái dòng SH và Basic nhá, có 33 rắc cắm. Tiếp theo thì trên đây, trên tay tôi này, đây là cái cáp để chúng ta kết nối đọc mã ID khi khách hàng mất tất cả mã ID nhé. Thì trên đây đã có đầy đủ cho các bạn này, như video clip, lead, ad clip, tất cả các dòng xe có trang bị hệ thống SIM key, có hai rắc cắm. Thì trên đây đã có đầy đủ cho các bạn để các bạn phải sử dụng ở trên đây chi tiết. Nhưng các bạn muốn để biết chi tiết hơn là các bạn cần phải sở hữu một phần mềm Motorata phiên bản. Nếu các bạn cài đặt trên gì? Trên laptop, vi tính thì sẽ phiên bản 6.8 đầy đủ nhá. Chào em Gia Thiện nhá. Chúc toàn thể anh em trên cả nước một mùa xuân đầu năm thật đầy may mắn và hạnh phúc nhá. Đây, trên này chi tiết đi tên ô tô đã chi tiết cho các bạn. Nhưng khi chúng ta sẽ kiểm tra thêm lần tiếp theo, thứ hai là các bạn lấy cũng chẳng cần bao nhiêu cái rắc đâu, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái này các bạn cần phải học thêm cái nghề hàn nha. Nhưng mà không phải là các bạn cứ đụng đến là hàn được đâu. Thì các bạn không chưa có vấn đề để cái tay run á, thì lại có một cái gì, một công nghệ mới, đó là bộ BCB này.
PCB này, bộ không cần hàn dây nhá. Đây, trên đây chúng tôi đã có sẵn cho các bạn này. Thiết bị là toàn bộ đến từ Ditiloto nhé. Xin tất cả anh em biết như vậy. Tất cả những cái thiết bị năm nay là tôi đã phải gì cung cấp vào cho tất cả anh em trong phía Nam. Hiện nay là tôi cũng đang chuẩn bị lại phải đặt tiếp theo là mười mấy cái máy mới đáp ứng được nhu cầu trong đầu năm mới. Vì cuối năm đã rất là nhiều anh em đã lấy rồi. Và hôm nay tôi phải gửi tiếp theo thì tôi phải đặt thêm tiếp liên tiếp nữa mới đủ đáp ứng được cái nhu cầu. Vì phiên bản này, Motoken là đủ điều kiện cho tất cả anh em hiện nay để các bạn sở hữu ngay về cửa hàng. Trên đây là chi tiết này, các bạn lưu ý này. Chi tiết không chuẩn đến mức không thiếu một chi tiết gì cho các anh em nhìn thấy. Tiếp theo, vì tại sao mà các bạn bảo có nhiều anh em bảo trời ơi sao mà nhiều cáp lằng nhằng thế? À, vì chính bản thân những người trước kia thì lại không chỉ rắn. Còn nếu anh em nào đã theo dõi Facebook của tôi thì các bạn sẽ được gì? Hết từ cái điều này qua những điều khác. Ở đây trên này này, hai cái tag này à, có nghĩa cho các bạn lấy mã ID, đọc ID của gì? Của dòng xe Bizzo đấy, Bizzo nhá. Đây 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 đây, cái cáp này để chúng ta kết nối này, chút nữa tôi sẽ chỉ thêm. Của dòng Bizzo này, cấp nguồn để chúng ta kiểm tra audio, kiểm tra đồng hồ km này, để khi các bạn cần gì kiểm tra trước khi sửa chữa cho khách hàng. Rồi, chào chú. Chào Nguyễn Văn Trung. Rồi, tiếp theo thì đặc biệt là trên cái cáp mà đi theo thiết bị hiện nay, các anh em lưu ý nhá. Thiết bị hiện nay mới có thôi. À, chúng tôi trên này đã có cung cấp cho tất cả các anh em thợ, đó là cái cáp để chúng ta kết nối dòng xe SH2020. Vì dòng xe SH2020 thì là cái jack DLC đấy, thì rất là nhỏ xíu à. Nên là hiện nay là thiết bị thứ Ditiloto Motoken mà bắt đầu phiên bản bắt bước vào năm 2021 thì tất cả thiết bị đó sẽ đều có cung cấp cho các bạn một cái cáp jack để chúng ta kết nối dòng SH2020. Vì phiên bản năm nay là một cái phiên bản cực kỳ có giá trị cho tất cả các anh em thợ. Bất kể ai ai cũng có thể sở hữu được thiết bị Motoken trong đầu năm 2021. Rồi, xin cảm ơn em Nguyễn Văn Trung nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và trên đây này, trên cái cáp này có tùy từ trường hợp các bạn kết nối vào Yamaha, các bạn kết nối vào Suzuki. Và các bạn lưu ý, anh em đừng để rơi rớt một cái rắc, một cái kẹp đi theo kèm hoặc cầu chì ở bên trên đây nha, anh em lưu ý nha. Trên đây là thiết bị đã có đi theo kèm cho các bạn cầu chì. Thì tôi cũng nói thêm để cho anh em, có rất nhiều anh em hiện nay rất là bị nhầm lẫn về những cái phụ kiện đi theo kèm mà các bạn cứ dục tùm lum, đến khi gặp sự cố các bạn không biết cách làm. À, có anh em đường gặp những dòng xe Bizzo hoặc là dòng Yamaha, các bạn vô tình để quẹt vào thì đứt cầu chì. Nhưng mà từ từ để tôi sẽ giới thiệu tiếp theo thêm cho những cái thiết bị đi theo kèm để cho anh em biết rõ hơn. Các bạn ạ, đầu năm thì anh em cũng chưa được đồng việc nên là chúng ta cần phải coi những video để tôi chia sẻ một cái cách cặn kẽ hơn. Tuy rằng các bạn biết thì nhìn đây thì nó rất đơn giản, nhưng khi các bạn gặp sự cố đó mà các bạn không thể biết là tại sao, nguyên nhân gì mà bây giờ chúng ta cấp nguồn thiết bị không lên. À, ok, à thiết bị này hả? Từ từ, cái thiết bị này là 7.800.000 nhá. 7 triệu, hơn 7 triệu đôi chút thôi. À, tiếp theo, đây là cái jack kết nối của DLC. Jack DLC thì trên đây thì anh em đã thấy này, rất là đơn giản. Các bạn đừng có nghĩ là cần phải là đa năng. Tôi cũng bán đồ đa năng nhưng mà nó rất là nhanh hư. Thì trên đây đã có thiết bị đi theo kèm. Đây là sơ đồ để chúng ta kết nối trên dòng xe Honda. À, các bạn đợi tôi tí xíu để tôi hướng dẫn cho các anh em cặn kẽ hơn nha.
À, các bạn lưu ý nhé. Thì trên đây là cái dây jack DLC cho chúng ta cái kết quả để chúng ta cắn kết nối cấp nguồn cho thiết bị này. Rồi dây jack DLC để chúng ta kết nối nhá. Và tiếp theo thì tương xứng cái phấu trên đây này. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cặn kẽ hơn nha anh em nha. Lưu ý này. Thì trên đây này, khi chúng ta kết nối trên dòng xe thì nó sẽ có cái dây jack DLC này, cái line này, để chúng ta xin dữ liệu từ gì? Từ ECM nhá anh em lưu ý nhá. Rồi, xin cảm ơn em Dũng nha. Dũng nha, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì khi các bạn muốn để gỡ dây jack DLC này ra, các bạn giúp giúp tôi là cái lẫy bên trên này. Rồi anh em nha, để tôi phóng lớn ra để cho các bạn nhìn thấy đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Các bạn lưu ý dây jack này, cái jack này nó sẽ có một lẫy đây này. Anh em nhìn thấy kỹ đúng không ạ? À, rõ chưa? Để tôi có thể là tôi hướng dẫn anh em ạ. Rõ thì các bạn hãy bấm ok giúp tôi nha, rõ nha. Hình như chưa thấy rõ thì phải. À đây, tôi bật cái đèn lên. Anh em thấy rõ rồi báo cho tôi nhá, giúp tôi cặn. Các bạn thấy rõ chưa? Rõ cái jack DLC này. Ok, rồi, xin cảm ơn Võ Phước Á nhá. Anh em nào rõ một đôi chút nữa để tôi có thể hướng dẫn với các bạn này. Các anh em đừng nghĩ là đơn giản nhưng mà không phải đâu, có những lúc anh em cũng rất là khổ cực để chúng ta kiếm dây jack DLC này, để đặt dữ liệu này và cái mẫy lẫy này. Rồi ok, xin cảm ơn anh em. Thì trên đây là các bạn chỉ cần đặt nhẹ này, cái lẫy này, khi ở bên trên một cái dây jack DLC từ trong xe này, các bạn chỉ đặt ra ngoài đây thôi. Các bạn chỉ lấy nhẹ một cái lẫy này là các bạn đã rút ra rồi. Thì trên đây tương xứng cái vấu đây. Anh em lưu ý này, Honda. À đây thì tương xứng với cái dây jack này nha, các bạn lưu ý này, nó cái lẫy này. Đây là cái vấu jack để chúng ta kết nối. Các bạn nhìn thấy rõ chưa ạ? Cái này nó hơi bị sáng cơ nè, là nó bị chói. Rồi, xin cảm ơn Lợi Nguyễn nha. À, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, kênh cái vấu đây này. Thì biểu tượng trên sơ đồ để cho các bạn kết nối với phân khúc của thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thợ. Mức độ chỉ hơn 7 triệu đôi chút nha anh em. Nếu trừ đi để tặng anh em một phần mềm Motorata 1 triệu đồng thì hôm nay thiết bị này chỉ có 6 triệu 8 thôi, mới hơn 6 triệu đôi chút thôi nha. Nhưng mà điều đặc biệt là tôi sẽ hỗ trợ các bạn, không phải là hỗ trợ để thao tác. Thao tác ai có thể nhìn thấy cũng có thể làm được, nhưng hỗ trợ cách để gì xử lý ban bệnh. À, đó mới gọi là điều quan trọng anh em ạ. Thì trên đây là cái vấu đây. Có nhiều anh em lưu ý giúp tôi. Trên đây anh em là đừng để nhầm lẫn nào. Khi các bạn này, cái chân này này, ví dụ bây giờ trên đây đã có này K, B, K có nghĩa Clay đấy, chúng ta đọc dữ liệu. B có nghĩa là nguồn, E có nghĩa là gì? Âm nguồn. Trên đây tôi sẽ kết nối, các bạn lưu ý nhé. Có nhiều anh em bị nhầm mà không thể nào đọc dữ liệu. Đây là nhầm một cách đơn giản thôi. Cái này nó không được led mấy. Đây các bạn nha, cái ghim này, ghim bằng sắt này. Khi các bạn này, cái trên dây màu vàng này, B có nghĩa là nguồn, ngay biểu hiện dây đỏ, đó là chúng ta đã biết nguồn rồi. Thì trên đây, cái dây của những dòng Honda, những dòng xe full trang điện tử thì đơn thuần nó là một đen sọc trắng là nguồn. Nguồn có thể là sau rơ lây, nguồn sau cầu chì bảo vệ đường dây, mạch đường dây chẳng hạn. À, chào em Ngô Hoàn nhá, chào cô Phương. Thì các bạn hãy nhớ là lưu ý này, khi chúng ta cần kết nối cần phải ghim vào gì? Đúng vào cái dây dẫn sắt này nha. Các em lưu ý nhá. Các anh em thợ lưu ý. Khi các anh em cần kết nối phải đúng vào sợi dây sắt. Vì khá nhiều anh em ghim vô thì các bạn lại ghim vào bên phần mổ này, nên là sự lỏng lẻo này, nó sẽ không có nguồn nha các bạn. Anh em lưu ý, khi chúng ta ghim vào on khóa, có nghĩa chúng ta bật khóa lên là dòng Honda thôi, chứ còn Yamaha thì sẽ gì cung cấp nguồn luôn. Nên anh em lưu ý nha. Thì trên này các bạn không cần thiết phải mua những cái jack mà để đa năng đâu. Tôi làm cái này là cả đến 7-8 năm nay mà không cần một cái jack nào cả. Nhưng các bạn khi rút ra là rất là chuyên nghiệp, rút jack ra là xong nha, rất bền bỉ. Nếu anh em sử dụng một cách chuyên nghiệp thì các bạn sử dụng cái cáp này không thể cải 5 năm chưa hư.
đây có đầy đủ nha. Đó, tiếp theo khi các bạn cần đọc đến đối tượng, đây là tất cả các hãng xe nha anh em lưu ý nào. SOM này, Kimco này, Biazo này, Yamaha kiểu 1, Yamaha kiểu 2. Kiểu 1 kiểu mà dòng xe X-Hunter 2015 150 đấy, với 2018, 19, 20 thì hiện nay thì nó có hình tam giác. Nhưng mà cái kiểu mà đầu tiên, kiểu mà dòng xe cũ đấy, như là CFG, UFP, Loza, Lovo 56, thì trên đây nó chỉ có mỗi một cái dây rắc DLC của cái rắc đực rắc cái đây anh em ạ. Thì chúng ta cần phải có gì? Có nguồn, nguồn cấp nha, cấp nguồn cho nó bằng. Nhưng mà anh em lưu ý tiếp theo, khi chúng ta cần đọc dữ liệu động cơ trên những dòng Yamaha đó hoặc dòng xe Biso, lưu ý giúp tôi một điều, các bạn cần phải lấy nguồn trực tiếp trên xe nhá. Anh em lưu ý nhá, đừng để nhầm lẫn mà chúng ta lấy nguồn ở ngoài thì nó rất là nguy hiểm, có nghĩa là không thể đọc được dữ liệu động cơ. Anh em lưu ý cái việc này là rất nhiều anh em đường bị gì nhầm lẫn. Tiếp theo đây là cái cáp cuối cùng trên một thiết bị Motoken. Khi các bạn cần đọc đối tượng khối điều khiển ABS, khi lỗi ở đèn báo xuất lỗi trên cái ABS giống như biểu hiện trên cái thiết bị Motoken của chúng ta. Xin lỗi anh em, thì các anh em chẳng nhẽ dùng bằng tay để các bạn có thể gì xử lý được đó, không có. Các bạn cần phải chứng minh cho khách hàng thì các bạn mới sửa chữa được. Thì trên đây cáp kết nối đã có đi theo kèm. Anh em đợi tôi tí xíu nha. Nói từ sáng giờ chưa có miếng nước. Thế rồi tôi uống miếng nước đã. Thì trên đây có cái cáp DLC của dòng Yamaha. Vì dòng này là sử dụng ACO một đường truyền dữ liệu Kalai riêng biệt, không đi chung với gì, với trung tâm điều khiển như là SM. Thì nó chỉ có một cái đường dây chuyển đổi đọc dữ liệu riêng biệt, một khối điều khiển riêng biệt nha. Dây rắc DLC của dòng ABS. Thì các bạn khi cái xe trên ABS, trên dòng Yamaha, khi có lỗi nó sẽ đặc biệt riêng biệt. Thì chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn, và sau này tôi sẽ các bạn nào mà chưa đăng ký được trên YouTube, các bạn có thể nhập số điện thoại của tôi hoặc là chữ Kiều Tuấn, thì các bạn sẽ được theo dõi video đó. Tôi sẽ hướng dẫn cho toàn bộ các bạn kết nối, xử lý, phân tích dữ liệu trên thiết bị Motoken các dòng xe. Rồi xin chào anh Ngọc Hà nhá, xin chào anh Tiền Nguyễn. Tôi uống miếng nước đấy ạ, anh em thông cảm. Bây giờ thì các bạn sẽ biết được cái đối tượng để chúng ta sử dụng hết trên Motoken nhé. Phiên bản giảm chi phí tiết kiệm cho anh em thợ. Với mức độ hiện nay thì chắc rằng tiệm nào cũng có khả năng. Với mức độ chỉ có 7 triệu đôi chút thôi, nhưng chỉ một phần mềm Motorata ra thì các bạn chỉ bỏ trên 6 triệu. Bây giờ không phải như là thời điểm xưa là không khả năng. Với mức độ bây giờ chỉ có gì hơn 6 triệu, ở trên 7 triệu đôi chút là các bạn có thể sở hữu ngay một cái thiết bị công nghệ để đáp ứng cái công việc cho các bạn ngay và luôn. Rồi ok, xin cảm ơn anh em. Rồi xin chào Nguyễn Hương Nguyễn nhá. Ở trên đây cái phiên bản mà ở đây thì thiết bị này nó đã có full box tất cả, đợi chờ audio. Nhưng audio thì cái đó là do nhu cầu của các bạn. Có nghĩa 7 triệu 8 thì các bạn bỏ ra là 2 triệu. 2 triệu là các bạn có thể mua thêm một cái cổng cáp, một cái nguồn để chúng ta hiệu chỉnh audio cắm trực tiếp vào thiết bị luôn nhá. 2 triệu thôi. Cái đó là nhu cầu, tùy theo nhu cầu. Giả dụ bây giờ anh em thợ một năm mới đụng đến một cái đồng hồ điện tử, các bạn đâu phải là người buôn bán xe thì cũng không cần thiết phải hiệu chỉnh audio. Còn các bạn đương làm hiệu chỉnh audio thì gì? Thì sao? Thì các bạn lúc đấy mới mua thêm một phụ kiện đi theo kèm, có nghĩa là rắc 2 triệu đồng để kết nối để hiệu chỉnh audio.
cũng rất là nhanh nhá, đầy đủ là các bạn có thể kết nối audio nhá, đủ hết luôn, trên này đã có đầy đủ nha em, thọ nhật đủ luôn em ạ, chính xác. Nhưng cái này là thêm phụ kiện, vì nhu cầu ở đây thì mình cũng nói rõ cho anh em biết được một điều, mức độ nhu cầu đợt này là các bạn được phục vụ khách hàng, đương là kết nối với động cơ, đừng để xử lý về lỗi hụt ga yếu máy, reset xóa lỗi, chuẩn đoán là đa phần về cái lỗi về phần kỹ thuật về điện tử, chứ còn nó không bị về vấn đề là hiệu chỉnh audio. Chẳng qua là những cái người buôn bán xe thì họ muốn là gì, giảm km xuống để dễ thuận tiện bán phương tiện đó cho một khách hàng dễ hơn. Còn các bạn là người thợ sửa chữa xe máy thì chủ yếu là các bạn phân tích trên dữ liệu, sửa chữa nhanh cho khách hàng, thế là ok. Mở tour thì có luôn, đó là Moto Ken 7. Nhưng thôi, tôi xin thưa với các bạn là các bạn lên xử lý ở trên một phần mềm, một phần mềm ở trên Mở Tour có luôn, với mức độ có 1,5 triệu bạc là các bạn đã có đầy đủ những tính năng để mở tour trên laptop nha. Trên thiết bị thì nó cũng rất là nguy hiểm, vì hiện nay khá nhiều anh em chết SM, nên tôi cũng chỉ khuyên các bạn không nên quá mạo hiểm. Và bây giờ chúng ta đi đến kết quả. Và tiếp theo thì trên thiết bị theo kèm cũng vẫn có một cái app adapter để chúng ta kết cấp nguồn. Thì các bạn ngồi ở trên bàn và chúng tôi sẽ thử để cho anh em thấy, và chúng ta test trên thiết bị xem có những tính năng gì và đặc biệt gì để hỗ trợ trong việc sửa chữa xe máy hiện nay cho tất cả anh em. Rồi, về sau này ngày nào đó, ngày mai, ngày mốt, tôi sẽ hỗ trợ cùng tất cả các anh em thợ mở tour. Nhưng chúng ta cần phải gì, làm sao mà hài lòng khách hàng, không phải là khách hàng yêu cầu các bạn mở cái vòng tour trên 10.000, có nghĩa là khách hàng cũng không chạy hết như vậy đâu, mà khách hàng chủ yếu là rất là khó khăn, là cũng để xe là đường bị chụp hụt ga đầu á, khi họ kéo ga một cái này nó hụt xuống bắt đầu bốc lên, đấy là các bạn cần phải chú ý giúp tôi hỗ trợ được cho khách hàng cái việc đó, việc không còn hụt ga đầu nữa mới ok nha anh em, lưu ý nha. Và bây giờ tôi tiếp theo có chứ em, đã gọi là thiết bị Moto Ken đến từ Digital Auto thì tất cả thiết bị được bảo hành 1 năm, và những ưu đãi khi được nâng cấp là được nâng cấp hết tất cả mọi thiết bị. Ví dụ bây giờ mình đừng nói này, thiết bị được sản xuất trong nước thì anh em đã thấy rồi, tất cả những thiết bị Moto Ken, cứ nói đến Moto Ken, cứ thiết bị nào đến từ Digital Auto đều được nâng cấp, cập nhật phần mềm từ xa, nâng cấp có thể gì, phần cứng và phần mềm chúng ta có thể gửi ra thiết bị ra ngoài tổng công ty, đều được hỗ trợ hoàn toàn cho các anh em, và được gì, tư vấn và hỗ trợ bằng những gì, những kỹ thuật chuyên môn, bằng những người đương làm nghề và những người đương nghiên cứu. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt, hỗ trợ cho các bạn, cứ miễn là thiết bị của Digital Auto là các bạn được hoàn toàn được nâng cấp cập nhật từ xa, hoàn toàn miễn phí nhá, toàn bộ. Có nghĩa là mình nói là bây giờ thiết bị 2021 thì chúng ta chỉ phù hợp những dòng xe 2021 thôi, bây giờ 1 năm sau, 2 năm sau, 2023, 2024 rồi thì thiết bị phải gì, sẽ được cập nhật từ xa để đáp ứng gì, những dòng xe cao cấp, chứ không phải là như các bạn nghĩ không biết là cập nhật được không. Không phải, có nghĩa ở đây là không phải vì rẻ mà không cập nhật được, anh em lưu ý. Có nghĩa phân khúc này giảm những cái chuyên nghiệp, có nghĩa là các bạn chưa học về chuyên nghiệp thì giảm những cái tính năng chuyên nghiệp trên thiết bị này để giảm chi phí, để gì, để hỗ trợ cho các anh em thợ trên cả nước, đặc biệt điều kiện còn rất khó khăn, với mức độ giảm trên 50%. Nó không phải là giảm tiền mà giảm những cái chuyên nghiệp bên trong, để hỗ trợ những anh em còn khó khăn, điều kiện chưa được gì, chưa được tốt. Nhưng ở đây cả điều kiện là do chính chúng ta được tự quyết định. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với tất cả anh em
lưu ý giúp tôi. À đây là cái điều là anh em hay bị nhầm lẫn nhiều nhất. Khi chúng ta kết nối trên dòng xe piezo Yamaha, chúng ta cần cấp thêm cái nguồn cáp, nguồn đặc biệt ngoài. Các bạn lưu ý, nếu anh em nào kỹ giúp tôi một điều, đó là chúng ta cuốn băng keo lại ở cái đầu cáp này. Hai là các bạn giúp tôi một điều thứ hai, các bạn cập cái đường dây này vô này, giúp giùm tôi nhé. Vì cái điều này là để bảo vệ chính cái thiết bị của các bạn. Thứ hai là chống để cháy đứt cầu chì. Vì như vậy thì các bạn cũng rất là mệt mỏi, nên là anh em lưu ý giúp tôi nha. Lưu ý giúp tôi, khi các bạn kết nối dòng xe Yamaha, dòng xe piezo mà không có cái nguồn cấp trên bên đó, các bạn hãy nhớ cấp giùm tôi cái dây rác vào trên cái chữ này. Anh em lưu ý nhá. Cái này thì thực chất là gì? Để hướng dẫn cho các bạn, để tránh trường hợp để nguy hiểm đến thiết bị cho các bạn và đứt cầu chì của cái cáp. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối. Tôi sẽ dùng đến một cái nguồn để tôi sẽ hướng dẫn với các bạn. Biết các anh em đã khai trương hết chưa? Và các bạn khai trương thì hôm nay có được may mắn hay không? Có đông việc không anh em ạ? Năm nay là như theo như chuẩn đoán thì năm nay sẽ là rất là khó khăn đấy anh em ạ. Không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ đâu. Nhưng nó được một điều là chúng ta đừng làm thợ, đừng chúng ta đừng làm nghề, có nghĩa chúng ta đừng có tay nghề thì sẽ dễ hơn là những người đừng làm dịch vụ. Đây, và chúng ta cấp nguồn này, các bạn lưu ý nhá, để không nguy hiểm, vì chúng ta được cấp nguồn trực tiếp của một cái nguồn trên bình ắc quy, thì tại sao mà tôi cần phải kêu các bạn cụp lại? Vì tránh trường hợp va quẹt trên thiết bị khác, trên thân sườn sẽ làm cháy cầu chì. Các bạn lưu ý giúp tôi nha. Các bạn thấy không? Khi anh em kết nối trên thiết bị. À và thôi, từ từ, chút xíu nữa là anh em giải lao chút xíu nữa. Đây tôi cũng chúng đầu năm mới cũng làm, cũng các anh em đã đến tại trung tâm và đường để sửa chữa những dòng xe rất là nhiều. Vì bản thân tôi cũng làm thợ giống như tất cả các bạn. Các bạn lưu ý nhá. Vì tôi đủ điều kiện, đủ tay nghề, đủ trình độ, đủ các yếu tố để hỗ trợ cho anh em. Không phải hệ thống phun xăng điện tử mà tất cả hệ thống được trang bị trên mô tô xe máy. Thì bắt đầu năm mới này thì Ditiroto sẽ ra một cái sản phẩm công nghệ chuyên nghiệp để cho những các bạn có đầy đủ yếu tố thiết bị như là motoken tab sẽ được kết nối trên laptop, VTV, rồi máy chiếu đầy đủ nhé. Để anh em đa phần là chúng tôi đừng làm những dòng xe phun xăng điện tử hết nha, các bạn lưu ý. Chỗ mặt bằng của mình thì nó cũng rộng cho tầm 14 mét bề ngang. Đó, thiết bị công nghệ của tôi không thể có nghĩa là năm 2020, 21 rồi các bạn ạ. Nên là chúng ta cần phải có những thiết bị dụng cụ để phục vụ sửa chữa những cái hệ thống phun xăng điện tử đời mới nhất hiện nay cho khách hàng. Xe kìa em ơi. Đấy anh em đấy, chúng tôi cần phải làm việc rất là nhiều thì chúng tôi luyện được tay nghề thì chúng tôi mới đủ cái khả năng để hỗ trợ cho tất cả anh em trong mọi tình thế. Dụng cụ điện tử mọi cái chúng tôi có thể đủ điều kiện để làm, kể cả ngay như là nhân viên của tôi, kể cả nữ thôi cũng có đủ điều kiện để hỗ trợ cho các bạn để sử dụng thao tác trên thiết bị. Vì cả toàn bộ của trung tâm tôi là tất cả những nhân viên nữ của vậy thôi, họ cũng có đi qua đào tạo và họ cũng có thể trả lời và họ có thể hỗ trợ cho các bạn
để xử lý những cái hệ thống phun xăng điện tử kể cả trên thiết bị luôn. Và tiếp theo, để đi một thời gian cho nó đỡ nhàm chán, và tôi sẽ cùng với các bạn để thao tác trên thiết bị nhé, kết nối để chúng ta biết được dòng xe nào. Lưu ý nha, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn thì các bạn để tránh trường hợp để cháy cái cầu chì. Khi trên thiết bị đã có cho tất cả các bạn từ giao diện và các bạn vào Honda, có sẽ cho tất cả các bạn Honda, Yamaha, Biazo, những dòng xe nhập khẩu và trong nước sẽ có là Vespa, SOM, Kimco, Suzuki. Và chúng ta sẽ kiểm tra dòng Honda gồm có những dòng xe gì. Và trên đặc biệt là dòng chúng ta vào cái dòng kết nối dòng Yamaha, à Honda, thì trên đây sẽ có cho các bạn kết quả này. Nhiều anh em bảo kết nối vào tại sao em kết nối dòng Appalachian không được, hoặc là dòng Vario không được. Thì trên đây là sẽ vòng Vario của Thái Lan nhé, anh em lưu ý là chúng ta thử bấm vào Thái Lan xem có những dòng xe nào. Đây, có Click 2008, 2010, Click 2017, là Click là Thái nhé các bạn. Còn Copy, Copy này, các bạn hãy vào dòng xe Thái Lan nhé. Way 110, Way S110 đấy của Thái Lan nó rất là nhiều các bạn. Vision, Vario, Way S115, Way RS 115 nha. Đấy, rất nhiều dòng xe Thái Lan. Là các bạn phải vào đúng dòng Thái Lan mới gì, mới đọc được dữ liệu nha. Đấy, các bạn vào Việt Nam là không được. Tiếp ta theo Lào, Campuchia, Malaysia. À, nhưng mà tôi đã cầm như này thì nó sẽ rất là rung, nó sẽ rất là khó để cho anh em nhìn thấy. Và tôi sẽ sử dụng mà cho nó thấp hơn để cho các bạn nhìn đọc dễ hơn. Anh em nhìn thấy có rõ không? Nếu chưa rõ để tôi có thể là chỉnh cho nó nét hơn đôi chút nha anh em. Có rõ chưa anh em ạ? Anh em thấy rõ chưa? Nếu chưa rõ thì tôi sẽ chỉnh đôi chút nha. Các bạn nào thấy rõ chưa? Nếu rõ bấm OK nhá. Để chúng ta mới đi kiếm đúng dòng xe của nó, và chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh em hết mức ở trên thiết bị Motorken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em thôi. Tuy rằng rất là ít tiền nhưng nó lại full bốc tất cả mọi thứ đầy đủ cho anh em. À, đây là dòng Honda này, Yamaha. Và tôi cũng nhắc thêm một điều để cho các bạn nhìn thấy Yamaha. Thì khi các bạn kết nối vào dòng Yamaha, trên đây sẽ có dòng nhiều anh em đương gặp trở ngại, nhiều anh em bây giờ đường kết nối mà các bạn không thể gì kết nối với dòng xe đó được. Có nghĩa là các bạn dù sai dòng đời xe nhé. Đây, để tôi sẽ từ để tôi sẽ xuống này. Đây, X-Center 2018 GB, X-Center RC. Ok nhá, rồi xin cảm ơn em. X-Center 2018 thì các bạn kết nối vào cái dòng xe mà full nguyên cái đồng hồ đấy là X-Center 2019 đấy nha. Là anh em vào cái đời 2018 là không được, thì không thể kết nối được. Và đặc biệt ở trên dòng X-Center 2019 là trong một quá trình mà các bạn để xuất lỗi bên trên thì các bạn không thể nào xóa được nha. Không thể nào mà chúng các bạn rút rắc ra và ghim trở lại mà lấy hết lỗi giống như dòng 2016-17 nha. Là bắt buộc cái dòng 2019 đó là các bạn phải có thiết bị để xóa lỗi nha, reset nó mới được nha. Vì đây 2019 này, 2018 này thì các bạn không thể vào dòng xe 2019 được. Các bạn đi kiểm tra được cuối cùng này. Đây, X-Center 2019. Nhiều anh em bây giờ cứ bảo trời ơi, em mới mua mà tại sao mà không có kết nối được dòng xe X-Center 2019, hay là xe
hay là thiết bị chưa được, hoặc là SM đừng có vấn đề. Vậy có nghĩa là các bạn không kiếm vào đời 2019. Và tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo tại sao các bạn trong quá trình các bạn kết nối mà không đọc được dữ liệu động cơ. Là do thao tác của các bạn. Bây giờ ví dụ tôi vào dòng X chân tơ 2019. À ở trên này đọc mã lỗi, xóa reset. Cái này chúng ta mới reset mới tắt được cái đèn báo lỗi bên trên táp lô đồng hồ nha anh em lưu ý. Thông số hiện hành, cơ cấu chấp hành. Cơ cấu chấp hành là gì? Cơ cấu chấp hành cho các bạn kiểm tra tính năng như là quạt này, van ECV này, đánh lửa này, bơm nhiên liệu này, đèn trước là để kiểm tra tính năng. Thì các bạn bấm vào cơ cấu chấp hành, bấm vào OK. On có nghĩa là thiết bị yêu cầu là các bạn đã on quá. On quá có nghĩa là chúng ta tắt quá và on lên liền. Đã nhiều anh em bây giờ đọc nhưng các bạn không đọc rồi. Người ta off, on ngay và đợi dòng 5 giây. Chúng ta tắt đi và on lên liền. Là các bạn sẽ vào kết nối vào xe ngay. Nhưng mà hiện nay tôi không có kết nối trên xe thì gì? Thiết bị báo chưa liên lạc được với gì xe. Và tiếp theo ở đây này, nhiều anh em đang sử dụng cái này là kiểm tra. Các bạn kiểm tra được tỷ lệ AF, có nghĩa là xe đó đừng bị hụt yêu máy. Là các bạn kiểm tra tình trạng trên nhiệt độ trên 60 độ C. Các bạn kiểm tra giúp cho tôi là A trên F. Hiệu chỉnh A trên F có nghĩa là gì? Hiệu chỉnh A trên F trong tình trạng xe khách hàng mang đến vấn đề hụt ga, yếu máy có nghĩa là gì các bạn? Cách xa cái điểm bán phụ tùng, kim phun. Kim phun chẳng hạn, nó bị nghẹt kim phun là các bạn có thể gì? Hiệu chỉnh thì trên đây sẽ tăng từ gì? Từ 4 và 6 để chúng ta tăng tỷ lệ. Các bạn lưu ý giúp tôi. Tăng tỷ lệ AF có nghĩa là gì? Chúng ta thêm nhiên liệu. Đấy là chúng ta gì can thiệp. Thiết bị này sẽ can thiệp trực tiếp vào chip chủ để mở thời gian TI lớn ra để bù nhiên liệu. Rồi anh cảm ơn em Nguyễn Ngọc Lưu nhá. Xin cảm ơn em. Anh cũng chúc em và toàn thể tất cả anh em thợ trên cả nước một năm mới luôn luôn thành công, luôn luôn may mắn và hạnh phúc. Tiếp theo thì chúng ta trên đây dòng Piso. Có nhiều anh em tôi cũng thấy rồi. Các bạn có những anh em làm rất là nhiều năm nhưng mà các bạn cũng chưa kết nối được với dòng xe đúng nghĩa, đúng cái cách. Cảm ơn chú Cường nhá. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Ở trên đây dòng xe Piso. Tôi sẽ hướng dẫn thêm tiếp theo anh em để các bạn đỡ bị nhầm lẫn. Trên đây người ta gọi là Liberty hoặc là đủ các loại dòng Fly, LX, rất là nhiều dòng xe Piso. Nhưng ở trên này thì tôi sẽ hướng dẫn với các bạn để các anh em dễ nhìn hơn. Nếu dòng xe có thích hợp như là họng ga, để tôi nói chuyện không. Ở đây mình có mấy con đi xe của dòng xe Piso. Và để tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhìn thấy cặn kẽ hơn. Nói thì một điều nhưng mà cần phải đưa ra cái thì câu chuyện rồi những cái con SM đó để cho các bạn nhìn dễ hơn. Ở đây có cái loại IC mà AC không ạ? Không. Không có đâu. Đúng rồi, anh nhìn thấy mất rồi. AC đi ở đâu á? Nó bảo AC. Nhiều mà. AC thôi. Đây nữa nè, anh đi cho này. Đấy. Đấy. Đúng không? Rồi, tôi sẽ nói về khía cạnh hơn. Có nghĩa cái xe chúng ta kết nối ở đây nó ghi rõ là Liberty 150 Miu G3. Có nghĩa Miu G3 có nghĩa là gì? Xe được tích hợp họng ga. Tích hợp giữa gì? Con SM đấy, gọi là SM. Tích hợp họng ga ngay liền khối, giống như dòng xe SAD. Thì các bạn sẽ kết nối vào đó. Thì các bạn phải lưu ý giúp tôi, đó là các bạn cần nhìn trên nằm ga nó có như vậy không. Nếu nó như vậy thì có nghĩa là gì? Hệ thống cút xăng điện tử thì các bạn kết nối vào dòng xe này nha mới có được
dữ liệu cho các bạn. Lưu ý các bạn cần phải ghi vào chứ không phải là anh em chỉ đọc ở đây. Tiếp theo, đây anh em này, khi các bạn đọc được dữ liệu một dòng xe mà tại sao nhiều anh em không đọc được là gì? À đây là Liberty 125 3V. À đây cũng là Liberty nhưng BGL T01, BGS02 thì ở trên đây là con dòng xe này full xăng điện tử nhá. Các bạn lưu ý nhá. Full xăng điện tử thì nó thường sử dụng gì? Nó là SM. SM nó giống như là những dòng xe đời hiện nay của những dòng Honda đó, Lilit SCR thì nó sử dụng SM. Nhưng mà nó là full xăng điện tử, anh em lưu ý giúp tôi nha. Tiếp theo, khi chúng ta đọc mã ID ở đây thì tôi cũng đọc mã ID trên những dòng xe Piaggio. Ở đây. Bất kể dòng nào các bạn cũng có thể đọc được. Đây, khi anh em đọc dòng xe Piaggio, đây là cái dòng xe Piaggio này có thể là hiệu chỉnh audio nhé, các bạn lưu ý nhé. Tất cả thiết bị này sẽ cho các bạn tất cả mọi kết quả với mức độ. Đây là mất tất cả đăng ký này, mất tất cả khóa này, mất tất cả này. Thì thiết bị này sẽ có cho các bạn tất cả kết quả nhé. Đọc mã ID của dòng xe Piaggio và làm mọi thứ. Rồi xin cảm ơn em Giang Nguyễn Trường nha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Nên anh em lưu ý nha, dòng Yamaha Piaggio là các bạn đọc được full bốc tất cả các dạng xe. Trên đây là trên thiết bị Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho tất cả anh em thợ trên cả nước. Thì đây là một cái thiết bị đã được đưa đến cho các bạn, đến từ thiết bị đến từ DTDoto. Thì đây đã cho các bạn đọc tất cả dữ liệu này. Tiếp theo, dòng xe Honda, các hãng xe trên thị trường là Việt Nam, của Việt Nam là thiết bị chuẩn đoán đã đọc được hết tất cả dòng xe nhé, anh em lưu ý nhá. Các hãng xe trên thị trường Vision, đây là như anh em vừa hỏi là đọc được Vision, đây là Vision 2021 nhé, sẽ đọc dữ liệu khác biệt. Có nghĩa là đây là trên đây là Vision 2020. Đây, Vision 2020. Đây là Vision đời cũ này. Cái Vision đời này là gọi là sử dụng gì? Đương sử dụng gọi là củ đề phóng đấy, motor đề phóng. Ở bên dưới là khởi động ACG. Có nghĩa là từ 2013, cuối 2013 cho đến 2020. Đấy là Vision. Khi Vision đời tiếp theo. Đây. Đây anh em lưu ý nhá, chúng ta sẽ kéo vào cuối cùng, đấy là Vision 2021. Anh em lưu ý giúp tôi. Đấy, để cho anh em đi. Nhiều khi các bạn phải nhìn cái dòng xe đấy nó chính xác nha. Kể cả Upgrade 2021 nha, các bạn lưu ý nha. Đọc tất cả dữ liệu nha, đọc lấy mã ID là được hết nha. Anh em lưu ý. Đó anh em thấy không? Tất cả những dòng xe full chờ X2019 2021 đều đọc được full bốc tất cả các dòng xe nha, anh em lưu ý. Giá thì hôm nay là thấy không à? Anh em thấy không? Đọc được hết dòng xe. Thứ nhất là tiếp theo SRAM. Đây, từ đọc vua này, xe Elizabeth này. Đấy, anh em thấy không? Run dry này, sát này. Ven lút này, nhiều, rất nhiều dòng xe SRAM. Hiện nay không phải, các bạn lưu ý, vì hôm nay là sự thừa hưởng của tất cả anh em thợ. Giá trị lại rẻ mà phân khúc công nghệ thì cực kỳ chuẩn chu và đã được gì? Đã được trên 10 năm anh em thợ đã tin dùng, đó là Motoken. Một sản phẩm đến từ DTDoto, một công nghệ mới, sự mạnh mẽ và gì? Chuẩn chu, là một kỹ thuật cao. Đấy, đây là dòng SRAM. Là các bạn kết nối nhà trên thiết bị này là full bốc tất cả các hãng xe trên thị trường. Tiếp theo, dòng Kimco, và chúng ta sẽ kiếm vào vòng Kimco. Phân khúc này là
mơ anh em cũng không hoài tưởng tới, tại vì nhiều anh em hỏi tôi rất là nhiều, anh ơi tại sao mà thiết bị Motoken có phải như vậy không, hay là nó chỉ có hai phiên bản? Và xin thưa mấy anh em, hiện nay là Motoken phiên bản tiết kiệm chi phí cho anh em đó. Hiện nay là full tất cả hãng xe, đọc dữ liệu full tất cả hãng xe này, đọc mã ID full các hãng xe đã có trang bị khóa thông minh Shimki, đọc full tất cả khối điện điều khiển ABS chống bộ cứng phanh, full tất cả hãng xe đừng có trang bị. Đây anh em thấy rất là nhiều dòng xe Kimco, có bao nhiêu thì nó sẽ kết nối hết với nhiều nha anh em lưu ý. Tiếp theo dòng xe Suzuki, đây đủ các hãng xe nhé, đủ luôn để chúng ta kết nối nha. Dòng xe mới cũ Suzuki là có hết luôn, nhưng mà tùy từng đời xe có cái gì, một là mắt đọc, hai nữa là cái cổng Canai thì mới đọc được nha anh em lưu ý giúp tôi. Đủ hết các loại để cho anh em thấy rõ hơn. Đây là tất cả 6 hãng xe trên thị trường, đầy đủ cho anh em về kể cả đọc mã ID. Có thể video sau tôi sẽ hướng dẫn và anh em đăng ký trên YouTube, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn tất cả hãng xe, và tôi sẽ hỗ trợ và đi dùng bằng trên thiết bị để kết nối trên dòng xe đó, phân tích dữ liệu để cho các anh em có thể khi chúng ta quên thì chúng ta có thể vào trong đấy và chúng ta có thể phân tích. Ở trên đây có nghĩa giới hạn, không phải là chúng ta chỉ nhìn trên mà chúng ta sẽ biết được thời gian full, là chúng ta biết là ui xe ngon lắm, xe chuẩn, không phải anh em ạ. Lưu ý trên đây chúng ta cần phải có kiến thức thì chúng ta sẽ làm việc sẽ đơn giản hơn. Lên tảng đó là sẽ đi, chúng ta học kiến thức đó là gì, chúng ta sẽ đi mãi mãi với cái ngành nghề của chúng ta, chứ không phải là vấn đề là chúng ta chỉ học ngay và chúng ta sang năm là lỗi thời. Thiết bị có thể nâng cấp cập nhật từ xa, nhưng cái kiến thức đó là một cái nền tảng sẽ đi theo chúng ta mãi mãi nha anh em lưu ý. Đấy, và các bạn có thể hôm nay và ngay và luôn bây giờ chúng ta có thể đăng ký và gửi về cho chúng tôi tư vấn muốn để sở hữu thiết bị Motoken phiên bản đặc biệt đến cho anh em thợ với mức thiết bị hôm nay đến với anh em với mức độ giá là được tiết kiệm chi phí cho anh em 7 triệu, trên 7 triệu đôi chút nha anh em. Cái này là trên thiết bị này thì hiện nay 2021 thì bất kể các anh em thợ nào cũng có thể là gì sở hữu em nó ngay và luôn ngày hôm nay để về phục vụ tại cửa hàng cho các bạn. Tôi xin chào tất cả anh em. Và tất cả những phụ kiện hôm nay chúng tôi đã có, gồm để đi theo máy, cáp, đọc mã ID, dòng xe Honda, Yamaha, Piaggio, đầy đủ hết cho các bạn. Đọc full cho 6 dòng xe trên thị trường, full bốc tất cả dòng 6 dòng xe trên thị trường nha anh em, nên lưu ý nha. Các bạn có thể đọc kết nối vào số điện thoại là 0931330105, 0931330205. Mình là Kiều Tuấn để hỗ trợ kỹ thuật. Rồi, tôi xin chào tạm biệt tất cả anh em. Vâng, xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu về tất cả những thiết bị công nghệ để đến cho tất cả anh em thợ đầu năm mới 2021. Vì hiện nay thì cái điều hiện nay đừng là khó khăn rất là nhiều, vì cái thời điểm dịch Covid lại đừng bùng phát vào những gần như cuối năm 2020 và 2021. Tôi chúc toàn thể anh em một ngày làm mới khai trương hồng phát và luôn luôn thành công. Xin chào tất cả anh em.